Mai Trí sẽ ép hai chiếc cà rốt này bằng máy ép nhanh Promix SI04 xem là cái thời gian nó ra được bao lâu hành. Bây giờ mình tiến hành nha. Đây, không không này. Đi mau này. Rồi. Chút hay nha. Trừ hao cái khoảng thời gian mà nãy giờ mình chuẩn bị ha, cái lần rót thì coi như là 2 phút đi, thì với 2 phút mình ép 2 ký cà rốt sẽ cho ra được khoảng 1,2 lít nước nha.